Chào các bạn, mình đã có mặt hai điều channel và rất vui được gặp các bạn trong video ngày hôm nay. Hiện tại thì mình đang rất là vui bởi vì mình vừa nhận được một món quà từ bạn Phạm Trần Thanh Hảo ở Bình Chánh. Bạn Hảo có gửi tặng cho mình một hộp là Ghost from the Past. Thật sự luôn các bạn là mình sẽ không tính mua cái hộp này bởi vì giá bán của nó rất là mắc. Một hộp như thế nào thôi mà có chỗ bán lên đến giá là 600 ngàn một hộp. Thành ra là mình tính năm nay sẽ không có mua. Mà ai ngờ đâu là còn được tặng một cái hộp như thế này nữa để mà làm video review cho các bạn cùng xem. Và để cho niềm vui của chúng ta được nhân lên gấp nhiều lần, mình sẽ giveaway cái lá bài trúng được trong cái hộp ngày hôm nay ha các bạn. Và chi tiết của chương trình giveaway như thế nào thì các bạn xem ở cuối video nha. Trong hộp như thế này sẽ có tất cả là 3 bắc ha các bạn. 3 bắc thì có tất cả là 15 lá bài. Và mình sẽ giữ lại một lá làm kỷ niệm với bạn Hảo. Và 14 lá còn lại thì mình sẽ tặng hết. Các bạn xem ở cuối video luôn nha. Và rồi, như thông lệ trước khi mở hộp thì chúng ta hãy cùng xem qua bên ngoài nó một chút nha các bạn. Hộp năm nay của chúng ta sẽ lấy chủ đề là Alternate White Dragon, Blue Eye Alternate ở đây các bạn ha. Và ở trong là các bắc, nó sẽ có màu giống như là độ hiếm là Ghost Rare. Ở đây mình thấy là có Dark Magician nè, ở đây là Black Luster, còn ở trong là Fire One, mấy các bạn thấy không ha. Đây các bạn, Ghost from the Past, nghĩa là những con ma từ quá khứ. Nhưng mà mình nghĩ là ý của Konami là muốn mang cái độ hiếm Ghost Rare từ trước đây trở lại trong cái hộp này. Rồi các bạn, đây là mặt sau ha. Mặt sau chúng ta cũng có chữ là Ghost from the Past. Rồi đây là phần mô tả bên trong. Thực sự là 5 lá bài cho mỗi bắc và 15 lá trong hộp như thế này các bạn, thì nó mắc hơn nhiều so với cái phiên bản cùng năm. Ví dụ như là mình có năm rồi á, là Deal Overlord, còn năm trước là Deal Power. Thì một hộp Deal Power thì khoảng 6 bắc thì nó khoảng gần 1 triệu. Còn Deal Overlord thì khoảng 950. Thì nếu mà hai hộp các bạn thì tương đương 6 bắc, nó đã là 1,2 triệu rồi. Rồi bây giờ mình vô phần mở hộp rồi nha các bạn. Đây các bạn chờ lâu quá. Chúng ta có phần seal ở bên hông. Rồi mình xé phần seal đây. Vô các bạn ha. Rồi. Phiên bản này thì dành cho thị trường châu Âu, UK, nên nó sẽ có một cái lớp nhựa như thế này. US thì mình chưa thấy. Rồi, đây các bạn, ba bắc ha. Bắc thứ nhất nè. Bắc thứ hai và bắc thứ ba. Mình sẽ zoom camera gần lại cho các bạn theo dõi ha. Rồi đây là ba bắc ha các bạn. Mình nghĩ sở dĩ cái Ghost from the Past này nó mắc là bởi vì cái lá bài ở đồ hiếm là Ghost Rare sẽ rất là khó tìm, cũng như là mình có tham khảo giá thử thì một lá rẻ nhất cũng phải là 500 đô đó các bạn. Tức là nếu các bạn trúng được cái lá bài Ghost Rare đó, tệ nhất thì giá nó cũng phải là 10 triệu một lá rồi. 10 triệu Việt Nam đồng nha các bạn. Mình sẽ vô bắt đầu tiên đây. Hy vọng là trong ba bắc này sẽ có may mắn trúng được Ghost Rare. Chứ không có đâu các bạn. Rồi mình sẽ bắt đầu tiên đây. Chúng ta có lá bài đầu tiên. Đó chính là Plasma, con 1001 và là quái thú Link 2. Các bạn thấy không ta? Mình sẽ zoom thêm camera lại nữa cho các bạn thấy rõ hơn ha. Rồi đó, đây là hết cỡ luôn rồi. Rồi, lá bài thứ hai chúng ta sẽ có là Miracle Synchro Fusion. Đây là một lá bài cũ được phát hành lại. Chúng ta sẽ có là Resonator Cone, Cosmozo và Heretic Sky Dragon, Overlord of Helipolis. Quái thú với răng là 8 hay các bạn, tạo thành 12 quái thú level 8. Sức tấn công là 3000, thủ 2400. Đó các bạn, rất là đẹp ha. Đây là lá bài mới chỉ có trong hộp này mà thôi. Rồi mình sang bắc thứ hai đây. Cảm giác nó nhanh quá ha các bạn. Chúng ta có là Terror of Trisula, hỗ trợ dành cho bộ bài IC Barrier. Nếu các bạn có cái bộ bài đó thì các bạn tìm thêm lá này bỏ vô ha. Rồi tiếp theo nè, đây là Hieratic Seal from the Ash, cạm bẫy dành cho bộ bài Hieratic. Rồi tiếp nha các bạn, chúng ta sẽ có là Dragonity Palak, công 500, thủ 1100. Đây là quái thú cũ của bộ Dragonity được phát hành lại trong cái hộp này. Rồi tiếp tục nào, đây là Cinevalon Ryades, quái thú Link 2, được tạo thành bởi hai quái thú Blend, trong đó phải có quái thú là Suna Valon. Tiếp nha các bạn, và Dragonity Glow, một loại ma pháp hỗ trợ mới dành cho bộ bài Dragonity. Đó, mình sẽ nghiêng cái góc cho các bạn xem ha. Rồi, và chúng ta hãy cùng đến với bắc thứ ba. Chúng ta sẽ có lá bài là Exist Bird,
Nếu mà bạn điều khiển quái thú răng sáu hoặc là cao hơn Exit Monster, tiêu diệt tất cả lá bài úp mà đối phương điều khiển. Mạnh hả các bạn? Với điều kiện là quái thú răng sáu, răng sáu thì sẽ hơi hơi khó triệu hồi. Rồi, chúng ta sẽ có là My Mall công 1.000 thủ 1.200. Đây sẽ là Dark Requiem Exit Dragon công 3.000 thủ 2.500. Đẹp hả các bạn? Tiếp tục nào. Đây sẽ là Heretic Seal of the Supremacy, triệu hồi đặc biệt quái thú Heretic Monster từ trên tay. Và lá cuối cùng. Lá cuối cùng sẽ là Starry Night Sky. Rồi hết rồi các bạn. Vậy là chúng ta đã mở nhanh, phải nói là rất là nhanh luôn, hộp Ghost from the Past. Và ở đây mình có tất cả là 15 lá bài. Để mình coi thử là mình sẽ lấy lá nào được ha các bạn. Mà chờ một chút mình sẽ zoom màn hình lớn lại cho các bạn xem. Rồi, đây là chiến lợi phẩm của chúng ta với 15 lá bài. Mình sẽ chọn ngẫu nhiên một lá ha các bạn. À, không phải chọn ngẫu nhiên mà chọn con chủ đích luôn. À, và 14 lá còn lại thì mình sẽ gửi tặng cho các bạn. Không biết là chọn lá nào được ha các bạn. À, mình nghĩ là mình sẽ chọn lá bài con rồng này. Hieratic Sky Dragon Overlord of Helipolis. Đây các bạn. À, hiệu ứng của nó thì như sau. Mỗi lần một lượt khi mà đối phương kích hoạt cái hiệu ứng mà target một lá bài ở trên sân, ở dưới mộ hoặc là các vùng bị banish đi, thì bạn có thể bỏ nguyên liệu từ lá bài này vô hiệu hóa kích hoạt, và nếu bạn làm như vậy thì tiêu diệt quái thú đó, tiêu diệt lá bài đó. Mình sẽ giữ cái lá bài này ha các bạn. À, và với 14 lá còn lại thì mình sẽ gom nó lại thành 7 gói, với mỗi gói là hai lá bài ngẫu nhiên sẽ gửi tặng dành cho 7 bạn may mắn nhất. Thì ở trong phần mô tả của video này thì mình sẽ để một cái link để các bạn điền vào khảo sát ha. Mình sẽ gửi quà tặng ngẫu nhiên cho 7 bạn. À, với những thông tin mà các bạn cung cấp ở trong cái link này thì nó sẽ được cam kết là bảo đảm an toàn chứ không mua bán hay là lạm dụng thông tin ha các bạn. À, và rồi, mình sẽ để lá bài này ở đây và cất đi 14 lá bài này. Mình sẽ gửi cho các bạn vào tuần sau ha. Mình sẽ chọn ra các bạn ngẫu nhiên để gửi vào tuần sau. Rồi, sẵn đây thì mình có ghé quên M2 Deal Store để mua về cái Manatis card cây này. Bây giờ mình sẽ đựng cái lá bài này vô ha các bạn, để chủ yếu là làm kỷ niệm đó mà. Thêm nữa thì bạn Hảo có gửi kèm cho mình một lá thư nữa. Nội dung của thư như sau. Thì mình thấy cái thư này nó bị rách một lỗ ở đây. Không biết là lúc mà mình mở cái gói hàng ra nó bị rách hay là bạn Hảo nó cắt ra từ trước nữa. Nội dung của thư như sau. Dạo gần đây mình hay xem các video của M2 Deal Channel trên YouTube. Mình cảm nhận thấy các video của kênh rất hay với mình. Nên mình xin gửi bạn hộp kẹt này xem như là donate cho kênh. Bạn nhớ làm video mở hộp nhé. Các lá bài mở được tùy ý, tùy nghi kênh sử dụng. Chúc bạn và ekip M2 Deal nhiều sức khỏe, trân trọng. Và mình xin được thay mặt cho các bạn của ekip M2 Deal Channel rất là cảm ơn bạn Hảo đã gửi tặng mình sản phẩm này để làm review cũng như là giveaway cho các bạn khán giả của M2 Deal Channel. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành là cất cái lá bài này cũng như là cái bức thư này vào trong luôn ha các bạn. Bức thư này thì nó hơi rách ở giữa rồi, mình nghĩ chắc mình sẽ phải cắt nó ra một chút. Bây giờ lên bàn của mình các bạn có thể thấy là mình có những món như sau. Đầu tiên là cái mắt Magnetic cà cây hồi nãy các bạn ha. Có sẵn hai cái tem M2. Hai cái tem mình làm gì chút nữa mình sẽ giới thiệu cho các bạn coi luôn. Lá bài mà mình chọn đây là bức thư mà mình đã cắt nhỏ ra rồi để làm kỷ niệm. Còn đây là bọc bài để bọc vào trong cái lá bài này. Rồi mình sẽ bọc bài trước nha các bạn. Mình thích bọc bài trong suốt để bảo quản như thế này, để cho có thể nhìn thấy được rõ ràng mặt trước và mặt sau của lá bài luôn. Rồi đó các bạn. Với bức thư này thì mình sẽ gấp lại một chút xíu. Rồi. Tới cái này. Mình sẽ xé cái phần ở trong ra. Cũng rất là cứng ha các bạn. Rồi được một miếng nè. Bây giờ qua miếng thứ hai. Mình sẽ để theo chiều ngang ha các bạn. Nếu các bạn dùng cái này mà mình thích theo chiều dọc thì các bạn có thể để theo như thế này, rồi các bạn đậy lên là xong. Còn hôm nay mình muốn giữ tới hai cái lận, một bức thư và một lá bài, thì mình sẽ để nó theo chiều như thế này. Rồi, phải bức thư mình sẽ cất nó vào đây.
sau đó đóng lại các bạn. À, xin lỗi, mình ngược chiều rồi, phải lật lại mới đúng đó. Rồi, có biết các bạn thấy không ta? Đây, vậy là mình đã có một lá bài kỷ niệm và một bức thư kỷ niệm ở trong cái khung này. Hình như là mình để nó không có được không có được thẳng thớm lắm hay các bạn. Mình đã sửa lại tí xíu. Hai cái tem M2 được tặng kèm theo để chúng ta làm niêm phong để mà cố định cái này lại. Cái tem niêm phong của M2 thì được làm bằng chất liệu độc quyền các bạn, tức là nếu bị gỡ ra thì nó sẽ hư hoàn toàn, đồng thời để lại cái vết tổ ong ở trên cái phần vỏ này và coi như là nó đã mất siêu. Mình sẽ dán nó ở hai bên hông này để mà cố định cái này lại ha các bạn. Khi mà dán các bạn cẩn thận nha. Rồi. Ok. Cho bên còn lại nữa là được. Rồi. Thực ra thì hai miếng này sẽ được dính với nhau bằng 500 nên là có thể là nó sẽ bị xê dịch. Tác dụng của cái tem niêm phong này các bạn sẽ giúp cho chúng ta là cố định lại hai cái miếng này và nó không bị lắc nữa, cũng như là niêm phong nó lại luôn. Rồi, cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp.